Xin chào các bạn, Phương sẽ hướng dẫn cho các bạn một tổ hợp cha 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 cấp độ đồng về cơ bản Và các bạn có thể tập theo Phương nhé <laughs> Và đầu tiên, các bạn chuẩn bị về bước New York 2, 3, cha cha 1, 2, 3, cha cha 2, 2, 3, giọng cha cha 3, nữ quay 2 3, cha cha 4, sau đó là thực hiện bước hand to hand. 2 3, cha cha 5. 2 3, cha cha 6. 2 3, cha cha 7 thực hiện bước quay. 2 3, cha cha 8. Bắt đầu các bạn phải thực hiện bước shoulder. 2 3, cha cha 9. 2 3 cha cha 10 2 3 cha 11 bắt đầu thực hiện bước quay anh đã làm 2 3 cha 12 và các bạn thực hiện bước truy New York 2 and 3 cha 13 2 3 cha 14 2 and 3 cha 15 2 3 Cha 16 và từ đây các bạn sẽ đi lại từ đầu à, và New York 2, 3, cha, cha 1 2, 3, cha, cha 2 2, 3, cha, cha 3 sau đó các bạn quay 2, 3, cha, cha, cha và mình đi tiếp tục cho đến 16 câu à, đây là phương hướng dẫn cho các bạn về bước à, nữ À, và phương sẽ hướng dẫn tiếp về bước nam à các bạn cùng xem. Chẳng cho các bạn bước nam. Chuẩn bị 2 3 2 3 cha cha 1 2 3 cha cha 2 2 3 cha cha 3 nam cho nữ quay 2 3 cha cha 4 sau đó hand to hand 2 3 cha cha 5 2 3 cha cha 6 2 3 cha cha 7 nam cho nữ quay 2 3 cha cha 8 sau đó bắt đầu mình tay mình hạ xuống mình đi xô đờ 2 3 cha cha 9 2 3 cha cha 10 2 3 cha 11 tiếp tục cho nữ quay anh đã am 2 3 cha 12 bắt đầu trên New York 2 and 3 cha 13 Sonoma Boston 2 3 cha 14 thực hiện bước trên New York 2 and 3 cha 15 2 3 cha 16 bắt đầu mình thể tiến lên đi là từ đầu. Đi New York 2 3 cha cha 1 2 3 cha cha 2 2 3 Cha cha 3 và cho nữ quay 2. 3. Cha cha 4. Sau đó tiếp tục hand to hand. 2. 3. Cha cha 5. 2. 3. Cha cha 6. 2. 3. Cha cha 7 cho nữ quay. 2. 3. Cha cha 8. Sô đời 2. 3. Cha cha 9. 2. 3. Cha cha 10. 2. 3. Tra 11 cho nữ quay 2, 3 Tra 12 chi New York 2, 3 Tra 13 2, 3 Tra 14 2, 3 Tra 15 Và sau đó tới đầu cho hai người cùng quay 2, 3 Tra 16 Bắt đầu tiếp tục mình sẽ đi lại New York Và các bạn uh, sẽ đón xem Cái phần Cái uh, phần tiếp theo là phần gấp đôi à, và gấp với âm nhạc à, và các bạn thích à, về video này thì các bạn à, à, like share và comment ủng hộ phương nhé à, xin chào và hẹn gặp lại